mà ai nghe qua cũng phải choáng với cái giá trị xây dựng của cái khu mộ này. Cái khu mộ này là cái mệnh giá của nó là trên 40 tỷ. Những chiếc dĩa mà được gắn trên cái đây là hầu như là dĩa cổ hết. Nhưng mà cái về cái đá cẩm thạch đó thì nó sẽ đổi xanh lên rất là đẹp. Và đá bán quý, nếu mà nó thực sự mà nó xanh mà đổi nhiều hơn cái đó là thực sự nếu như đây là biết rất là nhiều tiền. Và bước vào phía trong này thì Nhân đã thấy di ảnh của bà. Em thấy trên không? Trên là cũng là dĩa cổ không á? Dạ. Dĩa cổ không á? Nguyên để sưu tập một bộ như thế này là phải tới viên một cái gia đình đó, là một cái người sưu tập phải nói kỳ cựu nhất mới sưu tập đủ một cái hình dạng và một cái bộ như thế này. Ở trung tâm của mái vòm có một chiếc dĩa với một cái bán kính cực kỳ to luôn. Cái đó là dĩa thiệt luôn nha. Dạ. Dĩa cổ luôn. Hoa ở trên mộ có lẽ là lúc nào cũng sẽ được thay mới như thế này. Mỗi một vò lan như vậy là mua giá bao nhiêu lận chú? Này mười mấy chai lận á. Mắc á. Dạ. Rồi. Cứ một nhánh về là mình tính là 100 mấy nè. Đúng rồi. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Hiện tại thì Nhân vẫn còn đang có mặt tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Hôm nay Nhân sẽ chia sẻ với cả nhà về một ngôi mộ đặc biệt nữa. Nhân vừa được anh Dũng cho biết đó là một ngôi mộ của doanh nhân Tư Hường, với giá trị xây dựng lên đến hơn 40 tỷ, một cái con số mà ai nghe qua cũng phải choáng. Và trên đường đi đến cái ngôi mộ đó thì Nhân với anh Dũng bắt gặp một cái rừng tre như thế này đây. Một cái khung cảnh mà Nhân bất ngờ khi mà nó nằm trong một nghĩa trang. Cả nhà có thể theo chân Nhân một chút nè. Hai bên đó là những cái rặng tre được trồng theo cái hướng là quay cái phần ngọn vào nhau như thế này, nó tạo thành một cái mái vòm rất là tự nhiên. Ở ngoài kia thì đang nắng cực kỳ luôn nha, nhưng mà trong đây á là siêu mát luôn. Nó rất là thoáng đãng và vào đây là mình cảm nhận được một cái không khí nó rất là sạch, bởi vì nó quá nhiều cây mà. Bên đây còn có cái rừng cao su nữa. Cả nhà thấy nó có giống một cái khu du lịch không? Mặc dù là mình đang đứng ở trong nghĩa trang đó nha. Ở dưới Long An á, cũng có một cái làng nổi là làng nổi Tân Lập. Có một cái con đường ở giữa cái rừng. Và đi vào đó mình cũng thấy hai bên cây cối rất là nhiều. Thì tự nhiên Nhân nhìn đứng ở đây Nhân lại liên tưởng đến cái con đường đó. Nó hoàn toàn hòa mình với thiên nhiên luôn. Ở đây mà mấy bạn trẻ mà muốn chụp hình sống ảo là đến đây là cực kỳ luôn nha. Mặc dù có bạn nào sợ thì có lẽ là sẽ không dám vô, tại vì bên đây là mộ. Rất nhiều những ngôi mộ. Hôm nay thì ở Hoa Viên Bình Dương, Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương, nó cho Nhân rất là nhiều những bất ngờ về những ngôi mộ đặc biệt, những câu chuyện đời. Và bây giờ lại là một cái khung cảnh thiên nhiên rất là hữu tình như vậy. Con đường này dài lắm, kéo dài từ ở phía dưới kia lên đây, còn bo qua phía kia nữa. Để trồng được như thế này chắc cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức. Mà có một cái điều đặc biệt nha cả nhà. Cả nhà có nghe cái tiếng không? Đó. Có những cái tiếng giống như là có ai đó mà đang làm cái gì ở trong cái cây vậy đó. Nhưng mà thực ra nó là những cái tre nó cạ vào nhau. Những cái thân tre nó cạ vào vậy nè. Nó ra cái tiếng có két. Hoặc là những cái âm thanh như là ai gõ vào vậy đó. Ở giữa nghĩa trang mà đi một mình mà nghe âm thanh này thì cũng hơi rợn người.
Thôi bây giờ thì Nhân với anh Dũng sẽ lấy xe để đi cho nhanh, sẽ chạy về phía khu mộ giá trị cực kỳ khủng ở trong Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương này. Mời cả nhà cùng theo Nhân và anh Dũng nha. Và trong những video trước, Nhân đã chia sẻ với cả nhà rất nhiều những câu chuyện, những câu chuyện đời, những câu chuyện về những phần mộ độc lạ, những phần mộ đồ sộ với một cái con số xây dựng rất là giá trị ở trong những video trước rồi. Thì hôm nay Nhân sẽ đưa cả nhà ghé viếng thăm một khu mộ cũng cực kỳ bề thế mà ai nghe qua cũng phải choáng với cái giá trị xây dựng của cái khu mộ này. Đó là hơn 40 tỷ đồng. Và đây chính là khu mộ, khu lăng mộ gia tộc Trần Nguyễn. Và đây chính là nơi an nghỉ của doanh nhân Tư Hường. Thì nói về cô Tư Hường thì chắc là ai cũng biết rồi. Thì cô đã từng là một doanh nhân mà gọi là đi lên từ hai bàn tay trắng. Và cô học gần như là, hình như Nhân nhớ không lầm là chưa hết lớp 5 nữa, nhưng mà đi lên từ hai bàn tay trắng. Và cô đã xây dựng nên một đế chế kinh doanh cực kỳ hùng mạnh và trải dài trên nhiều tỉnh thành của nước mình. Mà hai cái di sản lớn nhất mà mọi người biết đến đó là Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu. Thì hôm nay chúng ta sẽ không nói nhiều về cuộc đời của cô, nhưng chúng ta sẽ xem là nơi an nghỉ của một người doanh nhân mà rất là lớn như thế thì sẽ như thế nào. Bây giờ thì mời cả nhà sẽ cùng Nhân vào bên trong khu mộ này để gặp người chăm sóc mộ ở đây và cùng tìm hiểu về câu chuyện khu mộ nơi đây nha. Ngay từ phía cổng là Nhân đã thấy là một cái sự bề thế của khu mộ này. Ở phía trước thì có một cái những cái kiến trúc và những cái hoa văn nó rất là tinh xảo. Đặc biệt Nhân thấy ở trên đó thì có những cái dĩa, có lẽ đây là những cái dĩa cổ nó nằm ở phía này nè. Thì cái cấu trúc mộ này, nếu như Nhân không lầm thì đây là cổng Tam Quan. Nó xuất hiện trong rất nhiều những cái kiến trúc mộ cổ ở khu vực miền Trung. Ở đây Nhân thấy là có nhiều cái dĩa cổ đó. Đây có phải là những cái dĩa cổ không anh Dũng? Đúng rồi. Lúc trước là anh đã từng quay là ông chú trong đây giữ cho biết là những chiếc dĩa mà được gắn trên cái đây là hầu như là dĩa cổ hết. Dạ. Là được sưu tập từ rất là lâu rồi. Và phải nói là cái người lớn tuổi, cái cô này cũng đã là người lớn tuổi rồi, nên cái cô đó về cái tập trung hay là chơi đồ cổ thì đó là chuyện đương nhiên. Và khi mất thì người nhà cổ là cũng giống như là cái này, hình như cái bản vẽ này có một phần bên kia cũng xin, nghe nói là qua xin bản vẽ thấy đẹp quá qua xin luôn. Đó. Và xin bản vẽ nguyên trạng vậy nhưng mà người ta xây nhỏ hơn chứ không được lớn như thế này. Mà cái quan trọng một điều nữa là mọi người chắc không tin, tại vì lúc trước mình có quay cái video đó là cái khu mộ này là cái mệnh giá của nó là trên 40 tỷ. Trời, da rắn trên kia nó bù luôn em. Hả? Thấy rắn không? À đúng rồi. Da rắn quá trời luôn kìa. Ôi ơi, cái bộ rắn nó lột da kìa. Ôi, anh nghĩ cho nó là ổ rắn luôn á. Nguyên một cái bộ da mà... Hai con luôn. Hai con giống như là nó sợ. Ba con luôn như hai gì. Rắn này rất là bự mà nếu mà một con rất là bự, còn này nghĩ hai ba con vậy. Ở trên đây có camera nữa nè. Bây giờ Nhân và anh Dũng sẽ bước vào bên trong. Tụi Nhân có xin phép chú trông coi khu mộ ở nơi đây rồi. Chú thì đang bận dọn dẹp ở phía trong. Ngay ở phía khuôn viên phía trước này thì Nhân thấy có một tượng mẹ, tượng mẹ Quan Âm và một con rồng chạm trổ cực kỳ tinh xảo. Ở phía trước này còn có hai vò hoa lan thật hả ta? Ôi hoa lan thật, hoa thật nè, héo nè. Một chậu nhiều, nhiều tiền lắm, giỡn đâu đó nha. Em thấy cái bức tượng Quan Âm này á, đa phần khi người ta cái nhìn vào ta nghĩ đó là chỉ bức tượng bình thường thôi, hay là bằng đá hoa cương. Điều mà tại vì anh cũng từng chơi đá, là chơi đá gì đá bán quý ở nhà nha, mà chơi đá kia nha, đừng hiểu lầm. Tại vì cái đá này là gọi là đá thạch cẩm thạch bán quý. Nên đá hoa cương á, nó chỉ trắng thôi, nó không bao giờ nổi xanh được. Nhưng mà cái về cái đá cẩm thạch đó thì nó sẽ nổi xanh lên rất là đẹp. Và là đá bán quý, nếu mà nó thực sự mà nó xanh mà nổi nhiều hơn cái đó là thực sự nếu như đây là biết rất là nhiều tiền. Dạ. Không biết hôm nay ở đây có chương trình gì mà có cái tiếng nhạc ở phía bên kia. Ở bên đó là cái đền thờ vua Hùng Vương. À. Nên người ta mở nhạc như thế. Dạ.
Và bước vào phía trong này thì Nhân đã thấy di ảnh của bà. Pháp danh của bà là Tâm Nguyện. Wow, thì ra là bà sinh đến năm 1936 lận. Và quê của bà là ở tỉnh Bình Định nha cả nhà. Rất là trang trọng và có rất nhiều những cái đồ cúng, cam và những cái trái cây rồi nước và bánh rất là nhiều. Ở phía trong đây chính là nơi an nghỉ của bà. Vì để tôn trọng sự trang nghiêm ở đây thì Nhân cũng không có thuyết minh quá nhiều, Nhân chỉ quay về cảnh quan để cho cả nhà xem nha. Em thấy trên không? Trên là cũng là dĩa cổ không á? Dạ. Dĩa cổ không á? Nguyên để sưu tập một bộ như thế này á, là phải tới viên một cái gia đình đó, là một cái người sưu tập phải nói kỳ cựu nhất mới sưu tập đủ một cái hình dạng và một cái bộ như thế này. Dạ. Chứ ngoài ra nếu mà sưu thừa những người mà sưu tập bình thường á, chỉ có một hai cái nó riêng biệt nha. Dạ. Nếu mà đúng cái đó là viên một bộ cổ nó là để cái dĩa đó giờ không còn đâu, mang với cái loại kiểu cách đó là kiểu thì còn, nhưng mà cái men với là cái hình thù gì không còn, kể cả cái loại dĩa này cũng gì nè. Ở trung tâm của mái vòm có một chiếc dĩa với một cái bán kính cực kỳ to luôn. Cái đó là dĩa thiệt luôn nha. Dạ. Dĩa cổ luôn, như chú nói là dĩa cổ luôn. Bán kính của nó cực kỳ to luôn, một chiếc dĩa sành. Ở đây là những chậu hoa lan là thiệt luôn thôi. Bình thường nhìn vô là mình ghi giá nhưng mà thiệt luôn trời. Một chậu vậy là biết bao nhiêu tiền. Đúng rồi, hoa lan thật nè, trồng luôn á anh. Còn đây là cái khu mộ của bà nè cả nhà. Thì còn ông nữa, nhưng mà ông chưa có mất thì còn mới chôn mình bà thôi. Mộ này là mộ đôi, còn xung quanh là vẫn có mộ gia đình luôn nha. Rất là rộng. Như vậy là cái này cũng hơn, nghe nói hơn một sào lận. Bên đây sẽ còn nè, đây sẽ là một cái kim tỉnh. Đúng rồi. Dạ. Hoa ở trên mộ có lẽ là lúc nào cũng sẽ được thay mới như thế này. Mua về là mình chăm sóc thôi chú ha. Khu mộ nơi đây thì có chú. Chú ở đây là chú phụ trách trông giữ và chăm sóc những cái cây cỏ và tất cả mọi thứ còn lại luôn. Mỗi một vò lan như vậy là mua giá bao nhiêu lận chú? Nè, mày mười mấy chai lận á. Mắc á. Dạ. Thôi. Thiệt mà. Có lần đi qua bên Hội Lan á, người ta nói là mắc á. Trời ơi. Cứ một nhánh vậy là mình tính là 100 mấy nè. Đúng rồi. Một nhánh là 100 mấy rồi. Ừ. Này là phải nói chung hai cái chậu này là khá mắc tiền. Còn, dùng lan này nó dễ còn tùy theo loại lan nữa, đa phần tùy theo loại lan nữa. Cái này có gì trong đó, cứ chậu về 10 mấy triệu á. Dạ, trong kia 4 chậu lận. Ừ. Rồi thì chắc không tới. Nhưng mà nó rụng thì chú cứ dọn ra vậy đó hả? Rồi chừng nào nó hết thì mình dọn đi thôi. Hết thì mình đem ra sao, nếu muốn dưỡng thì dưỡng. Dạ, rồi mình có mua chậu mới không chú? Hết thì mình điện dưới nó đem lên. Ủa chú, trên đây vắng nhiều chú ạ. Tôi thấy áo vắng không?
áo rắn trên quá trời. Con thấy rắn nó lột da trên cái cổng quá trời. Nó chui lên đây đó. Vậy chắc cả ổ của trển á. Không, nó lột da ở đó, vậy chứ lên đi rồi chứ đâu ở nữa. Tối á. Dạ. Tối bị nghèo nó có đèn á, lên đó nó trú á, nó ở đó mà. Ủa vậy là chú mình phụ trách là mình trông coi, mình trông giữ ở đây luôn á hả chú? Ừ. Dạ. Quản ở đây luôn á. Vậy là mình có phải người thân không hay là mình... Thì chú ơi, tôi làm công ty này nè. Dạ. Công ty này quen biết rồi, ổng kêu làm cho ổng, tự nhiên hai tôi làm. À. Còn trái cây với lại bánh trái rồi trong kia con thấy là chắc mình cũng cúng kiến mỗi ngày luôn hả chú? Dạ. Cứ ngày tháng vậy là hai lần. Dạ. Mà con nghe nói cái giá trị để mà xây dựng nên cái khu mộ này nó rất là đồ sộ. Nhiều. Vậy con số có phải đúng là hơn 40 tỷ luôn không chú? Nếu giá trị thì bây giờ cỡ đó, tại đất không là 30 tỷ rồi. À. Giá trị bây giờ. Dạ. Ngày xưa nó rẻ hơn chứ bây giờ nó. Giờ đất ông này 2.500 mét vuông. Khu này là 2.500 mét vuông. Đó. Mà chú ở đây có một mình vậy đó hả? Chịu vậy. À. Chứ không ở. Dạ. Rồi mình chăm sóc hết cái này nổi không? Thấy quá trời luôn. Bên cạnh mộ của bà thì cũng có rất nhiều những phần mộ của những người thân trong gia đình. Những phần mộ này thì cũng chung cất rất là trang nghiêm. Ủa nhưng mà sao em thấy ở đây không có bia hả anh? Cái này là người ta xây kim tịnh trước á. À. Chưa có ai. Đúng rồi. Dạ. Dạ, ở đây là kim tịnh không hả chú? Không, xây mộ nổi, mộ treo kim tịnh. Mộ treo. Cái này là chưa có người mất chứ đúng không chú? À. Mộ treo. À. Người thân có mất là dỡ cái này ra. À. Thiêu bỏ vô đây nè. À. Thiêu. Thiêu thiêu. Không phải chôn. Dạ. Thì xây mà nổi ở trên. Nhớ rồi. Thì gọi là mộ treo đó. Còn nếu như mà chỉ có một cái huyệt ở dưới đây á thì gọi là kim tỉnh. Đúng rồi. Dạ. Nên nói chứ mỗi lần mình đi là mình lại biết thêm chút xíu. Dạ. Có nhiều cái mình đâu có biết đâu. Ở đây có một cái bức... Cái này là núi giả giống như là ở Đài Nam á. Cái núi. À, giống như Đài Nam hay là những cái loại phong thủy mà người ta thường sử dụng như là sau là núi, trước là non. Lưng tựa núi. À, lưng tựa núi đó. Nhưng mà ở đây nghe chú nói là trước là định nuôi yến nhưng mà do là bên đây người ta không chịu nên chắc không nuôi. Dạ. Để nó thành cái phong thủy luôn. Khá là hay. Yến mà thấp quá, yến nó không có về. Dạ. Thấp quá hả chú? Ờ, thấp quá đó không có về. Dạ. Phải cao bằng cái nhà bên kia nè. Tức là nơi đây là cũng định là sẽ nuôi yến nhưng mà giờ thấp quá cho nên không nuôi được. À, những cái giò lan khi nãy là nó, khi nó tàn xong nó sẽ nằm đây nè. Sẽ bỏ ra đây. Nếu như mà mình dưỡng được thì mình dưỡng lại. Không, cái này là, cái này nếu ai có kinh nghiệm chơi dưỡng được. Lan hồ điệp hả? Còn cái loại. Dạ. Quá trời rộng luôn. Cái này là 1.500 mét vuông hả chú? 2.000. 2.000 hả? Ừ. Ủa vậy là 2 sao rưỡi. 2 sao rưỡi. À đúng rồi, 2 sao rưỡi. Lần trước con hỏi chú mà giờ con quên luôn. Mấy cây sứ này mới trồng hả chú? Ừ, cái đó mới vô chiếc ra trồng á. Dạ. Sống nổi không trời? Lấy héo xèo rồi. Sứ mới nó vậy anh ơi, mưa xuống nữa. Dạ, nó rụng hết rồi nó mới tỉnh. Dạ. Dạ. Mua cái diện tích nó cũng là bằng vậy, có nghĩa là 81 mét vuông à. Dạ. Vậy là khu mộ ở đây là lớn nhất ở trong Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương luôn rồi. Ừ, rồi. Dạ. Wow. Bây giờ mắc quá, mua đâu có nổi, mua đến. Dạ. Mua, đó, khu bên đó là mua
dạng mộ gia đình đó. Dạ. 81 mét vuông à. Dạ. 81 mét vuông nó cũng xây tường đây rồi, có phần nè. Chôn chừng khoảng 6-7 cái. 81 mét vuông. Nơi đây thì gấp lên khoảng 20 lần. Dạ. Cái quan trọng là cái giá đất nó cao, rộng á. Trên 30 tỷ. Mỗi năm mỗi lên.